Xin kính chào quý vị khán giả. Ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Và mở đầu sẽ là thông tin liên quan tới vụ cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Tiến Mạnh, 21 tuổi, ở xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình về tội giết người. Trước đó, vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9, đồng chí Võ Văn Tú, cán bộ công an thị trấn An Bài, đang trong ca trực thì nhận được tin báo xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản. Đồng chí Đỗ Văn Tú được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm bắt tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Văn Tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau 14 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Võ Tiến Mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Trước sự hy sinh của Trung úy Đỗ Văn Tú, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Văn Tú. Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng úy Đỗ Văn Tú. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản và che giấu tội phạm đối với các bị cáo gồm Kim Văn Khải, Thạch Thị Liên và Kim Chanh Mali cùng trú tại thị xã Bình Minh. Theo cáo trạng, vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, Thạch Thị Liên là mẹ của Kim Văn Khải tổ chức tiệc nhậu tại nhà. Tiệc nhậu có Liên, Mali, người sống chung như vợ chồng với mẹ Khải, Khải cùng hai người thanh niên khác. Tan tiệc, một trong số hai thanh niên đã rủ Khải tiếp tục đi nhậu và gạ quan hệ đồng tính. Lúc này Khải nảy sinh ý định giết anh này để lấy tài sản, nên Khải rủ nạn nhân đến nơi vắng vẻ rồi ra tay sát hại cướp tài sản. Mẹ và người tình của mẹ không tố giác mà còn che giấu. Qua nhận định từng hành vi của các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Kim Văn Khải 18 năm tù giam về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng mức án là 18 năm tù giam, do thời điểm gây án bị cáo Khải chưa đủ 18 tuổi. Bị cáo Thạch Thị Liên và bị cáo Kiên Chanh Mali cùng 9 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng cùng về tội che giấu tội phạm, đồng thời buộc bồi thường cho bên bị hại số tiền 380 triệu đồng. Sau khi lừa được nạn nhân vào nhà nghỉ để tiêm filler, Phương cho nạn nhân uống thuốc ngủ mê man rồi lấy tài sản bỏ trốn. Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Tôn Nữ Huy Phương không có chỗ ở cố định để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Qua khai thác nhanh, đối tượng Tôn Nữ Huy Phương thừa nhận đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại địa bàn thị xã Hòa Thành. Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tiền thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo trên 1 tỷ 200 triệu đồng. Đối tượng hoạt động lưu động đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự trên địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từng có tiền án 11 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị có liên quan để khai thác mở rộng và thông báo về thông tin đối tượng đến công an các địa phương để truy tìm bị hại. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Vương Văn Thành 12 năm 6 tháng tù, Phạm Say Dinh 8 năm tù, Trịnh Quốc Phú 7 năm 6 tháng tù, Cao Sĩ Huy 7 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán người. Ngoài ra, 6 bị cáo khác phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cũng bị tuyên án từ 3 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù. Theo cáo trạng, từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022, Thành, Phú, Dinh và Huy thông qua mạng xã hội đăng tải bài viết tuyển lao động với mức lương thu nhập cao để lừa người Việt Nam đi sang Campuchia làm việc. Riêng Thành đã cùng với Trương tổ chức cho 168 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Thành được hưởng lợi số tiền hơn 180 triệu đồng. Dinh đã tham gia đưa 250 người Việt Nam sang Campuchia, được hưởng lợi số tiền hơn 420 triệu đồng. Còn Phú là người trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng 35 người Việt Nam để đem qua Campuchia, hưởng lợi số tiền gần 180 triệu đồng. 6 bị cáo khác tổ chức cho 16 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, được hưởng lợi số tiền từ 800.000 cho đến 4 triệu đồng. Các vụ việc vượt biên trái phép đều có sự tham gia của đối tượng môi giới, hoạt động có đường dây với nhiều chiêu thức và chiêu trò. Chúng đã dùng những lời hứa hẹn ngon ngọt và vẽ ra thiên đường nơi miền đất hứa. Thủ đoạn của các đối tượng thực hiện thì không mới, nhưng đã đánh chúng tới tâm lý nên nhiều người vẫn dính bẫy. Và mới đây, Công an tỉnh Gia Lai
đã bắt và khởi tố nhóm 5 đối tượng gồm Cao Văn Tĩnh chú tại thành phố Cần Thơ, An Hơ, Nên, Oi và Trơ cùng chú tại tỉnh Gia Lai về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai đã làm rõ thủ đoạn hành vi của từng đối tượng. Trước đó, vào ngày 27 tháng 3 năm 2023, nhóm đối tượng đã thuê hai xe khách loại 16 chỗ chở số người tham gia vượt biên đi từ tỉnh Gia Lai vào huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để vượt biên sang Campuchia rồi qua Thái Lan. Khi đi đến địa phận huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thì bị công an Gia Lai phát hiện ngăn chặn. Cao Văn Tĩnh là đối tượng từng có một tiền án 4 năm 6 tháng tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chấp hành xong án phạt tù, Tĩnh nhiều lần qua Thái Lan móc nối với tổ chức phản động ở nước ngoài, tiếp tục hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Sau đó, đối tượng móc nối với các đối tượng phun rô lưu vong và các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Còn đây là đối tượng Oin. Oin đã nhận chỉ đạo của Úc và Trâm là hai đối tượng phun rô lưu vong, nên cùng các đối tượng khác đã tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ một số hộ người đồng bào dân tộc thiểu số, nhẹ dạ, trú tại địa bàn huyện Đắk Đoa và cấu kết với đối tượng Tĩnh để tổ chức vượt biên. Lý do bên nước ngoài là kêu gọi tôi, sử dụng tôi. Đó là tôi biết tôi là sai rồi. Vì bây giờ tôi phải nói cho gia đình và con cái của tôi và anh em của tôi trong làng phải tu bo mà tin lành chỗ nhà oi, đó là tin lành đi gà đó. Bốn đối tượng Oin, A Nhơn, Nên, Trơn từng hoạt động phun rô tham gia biểu tình bạo loạn vào năm 2001 và 2004 tại Gia Lai. Mặc dù được cơ quan công an và chính quyền địa phương giáo dục, tuyên truyền, vận động, tuy nhiên chúng vẫn ngoan cố, không từ bỏ hành vi sai trái, lén lút nhóm họp, hoạt động tin lành đề ga, âm mưu phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, đồng thời lôi kéo một số hộ gia đình vượt biên trái phép. Tôi đã sai rồi. Tôi đã nghe lời Úc ở bên Mỹ đã truyền cho tôi chôn đi Thái Lan. Tôi là biết là chuyện đó là sai rồi. Dân làng đừng nghe theo lời Úc trên tuyến nữa. Qua đấu tranh, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh xác định Cao Văn Tĩnh là đối tượng cầm đầu, hướng dẫn bốn đối tượng còn lại tổ chức cho người khác vượt biên. Nhóm đối tượng này thường xuyên liên lạc với các đối tượng phun rô lưu vong, lôi kéo được 21 người tham gia vượt biên. Người đồng bào dân tộc thiểu số mà vượt biên đi qua Thái Lan thì họ phải bán hết tài sản. Một hộ gia đình thì trên 100 triệu. Vì vậy là hầu như các gia đình đều bán hết tài sản để đi. Vì vậy khi qua Thái Lan họ gặp rất là nhiều khó khăn. Họ phải lo lắng bị cảnh sát Thái Lan truy bắt vì nhập cư bất hợp pháp. Vụ việc được ngăn chặn kịp thời như thêm một lời cảnh báo đến người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn lừa phỉnh của các đối tượng xấu để tránh bị lừa đảo, lôi kéo xúi dục thực hiện hành vi sai trái gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. Ngày 25 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ lô hàng 22 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 15 từ Singapore về Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đó vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, nam hành khách tên là Trần Nhật Sơn thực hiện xong thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam và đưa hành lý xách tay gồm một ba lô màu đen qua máy soi số 6 của đội thủ tục hành lý nhập khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước khi đưa hành lý qua máy soi, Trần Nhật Sơn không thực hiện khai báo hải quan. Tại thời điểm kiểm tra soi chiếu, tổ công tác nghi vấn bên trong hành lý của hành khách Trần Nhật Sơn có chứa hàng hóa là điện thoại di động vượt định mức miễn thuế nên đã mời Sơn vào phòng kiểm tra. Kết quả kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong hành lý xách tay của Sơn có 22 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 15 Pro Max được Sơn mua tại Sing và không khai báo nộp thuế với cơ quan hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam. Qua làm việc, Sơn cho biết mục đích mua và mang 22 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max từ Singapore về Việt Nam là để bán kiếm lời và tổng trị giá hàng hóa ước tính là khoảng 900 triệu đồng. Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản bắt người phạm tội và quyết định tạm giữ đối với Trần Nhật Sơn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh và điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.